Ngày xưa có một vị lão gia giàu có rất thích thưởng trà. Phàm là người đến nhà dùng trà thì bất kể sang hèn, ông đều sai người nhà đem trà ra mời. Một hôm, có một gã ăn mày rách rưới gõ cửa nhà vị lão gia nọ, không xin cơm mà chỉ xin một chén trà. Người trong nhà bèn đưa gã vào nhà rồi pha trà đem ra mời. Gã ăn mày nhìn qua rồi nói: "Trà này không ngon." Bọn gia nhân nhìn gã lấy làm lạ, liền đem đi đổi một chén trà khác. "Trà này ngon, nhưng nước vẫn chưa được, phải dùng nước suối trong." Biết đây là người biết thưởng trà, bọn gia nhân bèn đi lấy nước suối cất trữ từ sáng sớm để pha trà. "Nước ngon lắm, nhưng củi sau trà vẫn chưa được, phải dùng củi sau núi, bởi vì củi phía trước núi đón nắng nên chất củi xốp, củi sau núi mới có chất củi chắc cứng." Đây nhất định là người tinh thông trà đạo. Bọn gia nhân bèn chạy đi lấy củi pha lại trà, rồi vào bẩm với lão gia và mời ông ra đối ẩm với khách. "Bát trà lần này nước, củi, lửa đều tốt, chỉ có mỗi ấm pha trà là không ổn." Lão chủ nhân nghe vậy bèn nói: "Đây là ấm pha tốt nhất của ta rồi đó." Gã ăn mày lắc đầu, từ trong áo cẩn thận lấy ra một chiếc ấm tử sa, rồi bảo bọn gia nhân dùng chiếc ấm này để pha lại trà. Lão chủ nhân vừa ngấp thử ngụm trà, mùi vị quả nhiên không tầm thường, lập tức chắp tay thi lễ: "Ta xin mua lại chiếc ấm tử sa này, giá bao nhiêu cũng được." "Không được, chiếc ấm này là cả cuộc đời ta, sao có thể bán được chứ?" "Ta xin đổi nửa gia sản để lấy chiếc ấm của người." "Vậy ta đổi toàn bộ tài sản để lấy chiếc ấm của người." Gã ăn mày nghe vậy bất giác mỉm cười: "Nếu không phải ta tiếc chiếc ấm này thì đã không lâm vào bước đường như hôm nay." "Vậy thì thế này, ấm là của ngươi, ngươi hãy ở lại nhà ta, ta ăn gì ngươi ăn đó, chỉ cần ngươi ngày nào cũng phải cho ta nhìn thấy chiếc ấm, thế được không?" Vì lão già quá thích chiếc ấm nên chỉ còn nghĩ ra được cách đó. Gặp gã ăn mày đang lúc túng quẫn nên cũng chẳng có lý do gì mà từ chối. Và thế là gã ăn mày ở lại nhà vị lão gia, cùng ăn cùng ở với lão gia. Hai người ngày ngày nâng niu chiếc ấm, thưởng trà ẩm rượu, vô cùng tâm đầu ý hợp. Cứ thế mà hơn 10 năm qua đi, hai người vốn không quen biết lại trở thành hai lão tri âm tri kỷ. Một hôm, vị lão gia biết bạn mình lớn tuổi hơn, nghĩ bạn tuổi già sức yếu,
bèn nói: "Ông không con không cháu, không người kế thừa chiếc ấm trà, chi bằng sau khi ông qua đời, hãy để tôi giúp ông bảo quản nó, ông thấy thế nào?" Lão ăn mày rưng rưng đồng ý. Không lâu sau thì ra đi, vì lão già có được chiếc ấm tử xa đúng như mong nguyện bấy lâu. Lúc mới đầu, vì lão già vô cùng vui sướng, ngày ngày đem chiếc ấm ra ngắm. Nhưng rồi đến một ngày kia, khi đang thưởng trà trong ấm quý, ông đột nhiên cảm thấy thiêu thiếu một thứ gì đó. Rồi bóng đâu trước mắt ông hiện lên hình ảnh những ngày cùng lão ăn mày thưởng trà. Vui vẻ biết bao nhiêu, hòa hợp biết bao nhiêu. Bất giác, ông hiểu rõ điều mình đã mất đi, bèn lạnh lùng ném mạnh chiếc ấm xuống đất. Chiếc bình vỡ tan theo cách chẳng ai ngờ. Đến lúc này, vị lão già đã nhận ra rằng, theo thời gian, nhiều thứ đã đổi thay, tình nghĩa giữa ông và gã ăn mày cũng đã vượt qua giá trị của ấm trà. Vậy nên, thứ dù có tốt đến đâu, nếu không có ai cùng thưởng thức thì cũng mất đi ý nghĩa của nó. Thứ đáng giá đến đâu cũng không đáng giá bằng tri kỷ. Hãy nghĩ về cuộc đời, thứ gì mới là quan trọng nhất? Phải chăng chính là một người bạn tâm giao có thể cùng thưởng trà? Tri kỷ như một thứ ấm áp không lời, một sự đồng hành vô hình. Tri kỷ là hiểu, là gắn kết, là đồng điệu, tựa như chén trà xanh chan chát mà thấm đập trong tim. Tri kỷ không cần che đậy, cũng không cần giải thích. Một ánh mắt là đủ hiểu, một cử chỉ là đủ để cảm nhận. Tri kỷ không cần dốc hết sức, cũng không cần chuẩn bị. Từ nó sẽ đem đến niềm vui, từ nó sẽ như ý thơ. Trong cuộc đời này, có được một tri kỷ đã là quá đủ. Đây là điều mà bao người từng trải đúc kết được. Tinhhoa.net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.